Hello, xin chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn gần xa nha. Hôm nay Hoàng Anh đi làm mới về à. Đi kiếm chỗ đặt bẫy rắn mới các bạn. Kiếm hoài không gặp. Vô tình vô ngay con đường này nè, gặp quá trời nhiều chánh bát nè. Nên quay clip lên chia sẻ với mọi người. Mọi người thấy hay thì nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Hoàng Anh với nha. Và đừng quên đăng ký kênh để kênh Hoàng Anh được phát triển nghe mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người, cây mình bát nè, nhóc luôn nè. Nãy giờ mình bẻ được mấy trái luôn. Đó, chín không nè mọi người. Nè, chín nứt luôn nè. Hai trái luôn. Ba trái nè. Bốn trái nè mọi người, thấy không? Bây giờ mình đi vòng vòng kiếm bẻ thêm nha mọi người. Chút nữa mình bẻ xong rồi mình quay lại tất cả coi mình bẻ được bao nhiêu cho mọi người xem nhé. Quá trời nhiều fan bát luôn mọi người. À, một trái chín nữa, một trái chín nữa, một trái chín nè mọi người, thấy không? Đây nè, trái chín nè, đó đó người thấy không? Bẻ nha, nhìn thấy ham ghê. Một trái chín nữa nghe mọi người. Đây trời nắng mọi người, chiều mà còn nắng nè. Đây để một trái nữa, năm trái nha mọi người, đó không, năm trái rồi. Tiếp tục đi, còn cái trái nào nữa không nha? Quá trời cây bình bát rồi. Trong đây người ta trồng sen mọi người, với cây bình bát. Bình bát này chắc lên ên á. Trên bát này thường mình thấy mọc ên mà không có trồng, mà sen trong đây trồng nhiều, cá nhiều lắm mọi người. Bữa nào mình dẫn thằng cháu với mấy ông anh lại đây xiệt hoặc câu cá cho vui nha. Một trái nữa mọi người ơi. Đây nè, đây một trái chín nữa đây. Đấy, quá êm é, to đùng, thơm thơm ghê. Bẻ về cho bà xã ăn. Một trái nữa nghe mọi người. Đó, 6 trái rồi. Tiếp tục nha. Tại hôm nay mình đi mình không có đem đồ nghề theo mọi người. Chỉ đi dò chỗ đặt bẫy rắn thôi. Nên chỉ đem có điện thoại thôi. Nên quay mà hình hơi rung á. Tại điện thoại mình không có chế độ rung mọi người, chế độ chống chống rung. Bình thường mình quay bằng cái cây gimbal không? Nên nó không rung. Bữa nay hay mình chỉ đem điện thoại theo nên nó rung. Quay nó rung quá rung. Mọi người coi có gì thông cảm nha. Để mình sẽ đi từ từ cho mọi người coi nha. Quá trời cây bắt nè, sen người ta trồng nè. Thấy không? Sen này trồng này, sen này chắc người ta hái hết rồi. Mình vẫn cũng có mấy ngày em nó hái nữa kìa mọi người. Đó, vô hái mình bắt đó. Này xa nha mọi người, gần nè. Đó, mấy ngày em hái đó. Thấy không? Để em đi mình kiếm thêm có không nha. Từ giờ được 6 trái nha mọi người. Đó, nhóc chết. Nhóc chết bát trên còn sống. Thấy ham ghê lắm. Cái vùng mình bây giờ ít lắm rồi nha mọi người. Còn ở đây trên đây là Đồng Nai nha. Vùng mình ở miền Tây ít nhìn thấy trái hình bát này lắm, lâu lâu mới gặp được cây hai cây thôi. Còn trên đây đa phần mình gặp hơi nhiều á, nhiều khi chính người ta không bẻ luôn nè. Đó mọi người thấy không, trái nhóc nè, lủng lẳng lủng lẳng. Đây nè, một đùm 4-5 trái luôn, thấy ham như ổi vậy. Đó, trái này gần chín rồi nha mọi người. Nó gần chín rồi nè, nhưng mà thôi không bẻ đâu, nhiều quá bẻ ăn hết rồi. Ở bên đây nè người, thấy không nè, trái nè. Ôi một trái chín, một trái chín nằm phía ngoài, sao bây giờ? Ôi hai trái luôn, hai trái luôn, hai trái luôn, hai trái luôn mọi người.
cái này để mình đẩy nha. Ôi thấy ham quá mọi người thấy không, đó đây nè, đó tẻ nè một cái đây nha. Để đây vẽ tiếp một cái ngoài nữa mọi người, cái ngoài chính hơn nha. Vẽ dục thôi, vẽ dục dục. Rồi rớt nước rồi mọi người ơi, trời uổng ghê trái chín. Sao bây giờ, sao bây giờ mọi người, nước này đục cầu nó nằm dưới kìa, đó mọi người thấy không, nó nằm đó, đó nó nằm đó. Thôi bỏ đi ha mọi người ha. Thôi tiếp tục đi, coi có trái nào chín không. Nè mọi người, mới bẻ trái chín đây nè. Bây giờ quậy đá đường uống ngon lắm á. Vú một ngày cho nó chín mùi luôn, quậy đá đường uống. Cái này người ta đâu trồng phải không em? Mình bẻ ra ăn được phải không? Người ta không la đúng không? Rồi. Tại anh ở miền Tây ít gặp cái này lắm. Cái này uống quậy đá uống được, ngon lắm. Dạ, đừng ăn kèm với thanh long được. Vậy hả? Dạ, ăn thanh long nó kỵ đúng không? Dạ, kỵ nhau. Rồi, rồi, cảm ơn em nha. Ba cây mắm nữa. Ờ, cảm ơn, cảm ơn. Rồi, đây trái nè mọi người. Nó, cái này nhỏ nè. Đó, mọi người nghe người ta nói không? Ở đây người ta còn chắc bỏ nữa hả? Nhìn thấy ham quá. Từ giờ trái này nữa là 8 trái rồi nha mọi người. Chứ không gớt trái kia nữa là 9 trái rồi đó. Hồi ôi trái đó nó bự kìa. Trái trong đó nó bự, nó gần chín rồi. Đó mọi người thấy không? Tại lấy nét gần quá, máy mình bị mờ mọi người. Mình nhìn thấy. Thôi để mình trả về nha. Tiếp tục. Máy mình cũng gần sắp hết pin luôn rồi. Hên còn chỉ có 15% thôi. Mới cho mọi người coi luôn. Quá trái mọi người. Đó. Này nè, đó. 8-9 trái rồi đó. Tiếp tục xem còn trái nào không nha. Quá trời trái rồi. Đùm đùm luôn mọi người. Cái ổi, ổi mà trái gì thấy ham hả ta. Đó mọi người thấy không. Nè, nhóc ở trên luôn. Đùm đùm nè, thấy không. Trái thấy ham. Ở trên đây cái bằng nha mọi người. Nó cái bằng mà chưa có trái, bằng này cũng hơi hết mùa sao á, chỉ có trái nhỏ thôi, trái nhỏ. Bằng này nấu canh chua ăn rất là ngon nha mọi người. Đó, ở miền Tây mình là bằng này nấu nấu canh chua á, bằng với bứa đâu đó, một dòng họ của nó đó, nấu canh chua ăn rất là ngon, nhất là nấu canh chua cá linh nha, không thấy kho lạc mà nấu nó bằng lục bằng chín lên nó dầm dầm như dầm bứa vậy. Trái bứa mọi người biết trái bứa không, nó bằng đó. Ôi còn cái này chắc vừa nước quá, vừa nước mọi người, ở đây vừa nước nhiều lắm nha, nhưng mà bây giờ thì không có buồn nữa, chắc để chặt hết rồi đó. Đây nè. Qua đây coi, qua đây coi. Qua đây coi cái này có không nha.
nhiều ghê luôn, nhóc ở trên mọi người nè. Trái nè, đây nè. Nhóc luôn. Còn cái này là trái gì mình không? Mình không biết luôn mọi người. Mọi người ai biết trái gì comment dưới nha. Mình gặp cái này rất là nhiều ở đây nha. Nhưng mà không biết cái gì, nhìn nó cũng đẹp lắm. Trong quá trình Hoàng Anh nuôi gieo á, có nhiều sơ sót, người xem có gì góp ý nha mọi người, để Hoàng Anh nhận sự góp ý của mọi người để làm video càng ngày càng hoàn thiện hơn nha. Ôi quá trái rồi, trái mà không có trái chín mọi người nè, đấy là không nè, xe này còn nha mọi người, còn luôn nè. Còn anh nhắc lại nè, đây là khu vực Đồng Nai mọi người, chứ không phải miền Tây nha, ở Đồng Nai nha. Quá trái nè, đó. Người thấy không? Quá trái. Ồ. Đó. Vừa nước nhóc luôn. Mình bắt nhóc luôn. Mọi người, ở đây cá nhiều lắm. Mọi người thấy không? Nè. Mình cho mọi người coi nha, nó rung cây kìa. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy nó rung không? Đó, nó thấy rung cái sen không? Rễ sen đó, cá nhiều lắm. Cá này cũng không nhỏ nha mọi người, chắc mình độ là cá rô phi hoặc cá gì cũng to to đây, chắc không nhỏ. Từ giờ mình thấy lội đi lội tới hoài nhưng mà mình không để ý được, giờ mình thấy nó rung rung thôi. Mai mốt mình sẽ ủ một cháo lại đây câu, chứ ở đây nước hơi sâu thì không được đâu. Thôi mình đi tiếp nha mọi người. Đây, một vòng nữa mình sẽ về nha. Chiều tối rồi. Giờ mình cũng đang trong mình. Giờ mình cũng sắp làm về. Mọi người thấy không? Vô đây càng nhiều càng nhóc luôn nè. Đó. Đó. Đây mình bắt nhóc luôn. Này mọc thiên nhiên nha mọi người, không ai trọng cho nó để thoải mái. Nãy hai tu nãy nhỏ nãy nó bảo là người ta còn chặt bỏ nữa, nhưng nó khuyên là đừng nên ăn chung với cái gì mắm, đừng nên ăn chung với cái mắm với thanh long đó. Nếu muốn ăn cái này á thì muốn ăn thanh long nữa thì sau 2 tiếng 3 tiếng gì đó, mình chỉ nghe nói vậy thôi, mình cũng đó giờ mình cũng chưa nghe nó ai nói gì. Một trái nữa mọi người ơi, trái quá bự luôn, nó to đùng luôn. Nó đã gì đâu á mọi người ơi, coi nè, to đùng luôn, bóng lưỡng thơm phức mọi người, quá mừng. Trái này to mà bóng nữa. Ôi đó, cây nó cao vậy luôn đó, thấy không? Hôm nay mình đi kiếm chỗ đặt bẫy mà chưa có chỗ nào mình thấy ưng ý cho mình rồi. Tại vì do mình đi làm á nên thời gian mình cũng hạn hẹp, không có đi xa được. Khu vực xa xa là chủ nhật á, mình nghĩ mình mới được đi xa được. Đó mọi người thấy không? Trái nhóc luôn. Liên miên trái luôn. Đó. Mới được chép bữa này. Ngon. Về nhà vú trong lu gạo 2-3 ngày. Chín mùi lên ha. Vậy với đá đường uống. Nha. Đây. Nhìn nước rồi mọi người. Mênh mông luôn. Cánh đồng Đồng Nai nha. Nước mênh mông luôn.
đi thêm một vòng nữa coi, coi còn trái nào không. Ồ, ôi, quả trái à. Ồ, ôi da. Trời ơi, trái này trái gì đây ta? Trái này cái gì mọi người? À, trái này cái cúc, cây cúc quả hay gì? Mọi người, đây nè. Trái này cây cúc quả hay gì đó đúng không mọi người? Đúng không? À, cây cúc quả hay gì đó. Trái mình bắt nay mình bẻ được. Ồ, ở ngoài đó có một trái mọi người. Trái này chưa chín gì mấy nha. Ừ. Hơi xa. Mày thấy không? Hơi xa nè. Đấy, mình lấy nét lại hơi mờ mọi người thông cảm nha. Đây mọi người ơi, giờ mình vẽ xong rồi, giờ mình tổng kết coi được nhiêu trái nha. Đây mình đang lại làm nè, cái áo làm của mình nè. Giờ mình không có gì để, mình để vô cái áo luôn. Đếm một nè, cái này hơi chín nè, cái này về có thể ăn được ngay, chưa luôn mọi người, chưa ăn được ngay luôn nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 trái mọi người, 10 trái chẳng luôn đó, 10 trái thôi. Và anh xin kết thúc video tại đây nha mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và cảm ơn mọi người đã xem video của Mừng Anh. Đừng quên chia sẻ, like giùm Mừng Anh và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Mừng Anh nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye mọi người. Bye bye.